anh Tám à, anh Tám ơi. Ồ, xuống đây anh. Đúng vào thừa rồi anh ơi. Ừ. Anh lựa vài lầu cho ngon lại nha. Đặng chúc bà con ha. Giờ này ai nấy đương chúng trích đàn tụ ở trong gia đình rồi. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút. Trước là để mừng lễ rước ông bà. Sau nữa chào đón một năm mới bắt đầu nha. Rồi, tôi sửa sẵn rồi đây anh. Ủa rồi bà nó đâu ha? Ồ, tôi đây ông ơi. Chị Năm ơi, bước ra luôn thế, chị Năm ơi. Ồ. Ra đây, rồi sắp nhỏ đâu? Dạ, con nè ba. Ra đây cho đẩy đồ uống ra cho đúng đây. Ra. Dạ. Đủ hết chưa? Dạ, đây, dạ tôi đủ rồi ba. Rồi. Ba đã thay mặt ba chúc bà con. Dạ, kính thưa quý bà con, cô bác gần xa. Hôm nay, nhân chào đón một mùa xuân mới. Gia đình chúng tôi, gồm cả anh chú Đần Cò với chị Năm Cầu, sắp nhỏ và tôi nữa. Xin thân chúc quý bà con, cô bác, từ già chí trẻ, một năm mới càng an thịnh vượng và hạnh phúc. Chúng tôi dám mong cuốn băng nhựa này sẽ đem đến quý vị một niềm vui, những nụ cười sưng, hầu quên đi những cái vất vả âu lo của 365 ngày qua. Anh Tám à, sao tôi lại nghĩ là anh kể một câu chuyện vui cho bà con cô bác nghe chơi. Mình làm như là một món quà đầu năm á anh. Có liền đây. Thiệt là hiếm hoi và quý quá hết sức. Tết năm nay gia đình tôi lại có hân hạnh đón tiếp mấy anh em nghệ sĩ ở Sài Gòn về vui sưng nữa. Mà nói đến vui sưng thì phải cười, mà muốn cười thì không thể nào thiếu được các danh hề. Đồng mấy ông. Thanh Hoài. Dạ. Mất cỡ quá, giới thiệu không được. Dạ, con xin tự giới thiệu. Con là Khả Ái. Dạ, Khả Năng. Dạ, xin kính chúc quý bà con một năm mới hạnh phúc. Dạ. Khả Năng chúc rồi, tôi chúc nữa là dư. Xin tự giới thiệu, tôi là Văn Trung. Dạ, mấy anh này nói nhiều quá, tôi nói lại cũng vậy, ta nói sao y bổn chánh. Dạ, tôi Phi Thoàn. Dạ, bây giờ câu chuyện vui bắt đầu. Anh Chính ơi, anh làm gì sao bế vào anh Chính? Anh Chính ơi, anh làm gì mà lột xột sao bếp vậy? Nè. Sao không chịu lên tiếng? Nè. Bỏ ăn giọng hả cha nội? Nè. Nè. Bỏ anh Chính Đừng Cò. Bỏ anh Chính Đừng Cò. Mày ơi, khi hoài cũng không lên tiếng nha. Được rồi, để tôi vô coi coi làm giống gì trong đó biết. Kỳ hoài rác cũng hỏng quá đi. Để cho tôi bắt cái máy đã chị ơi. Chị Năm, chị làm gì mà ồn ào dữ vậy chị? Từ từ chút chớ, bị mắc kẹt sao chút việc à. Anh mắc kẹt cái gì kệ anh chứ. Tại sao tôi kêu anh không trả lời mà anh để cho con dê anh trả lời tôi vậy không? Chị, nói anh chị tội tôi chị Năm. Tôi bị... Bị gì? Mắc kẹt cái gì nói đại coi. Bị đè anh dê xuống. Sao vậy? Sao đè anh dê chứ vậy? Bị đó, cao gã ở dưới ra đè xuống để sức thuốc rồi nọ. Cho nên nó kêu lớn quá, rồi phần cái máy nó cũng kêu quá trời quá đất nữa, thành ra đâu có nghe gì đâu. Âu hề, đừng buồn nghe chị. Ôi, nhầm nhò gì ba lẻ tẻ đó, giá lại hơi sức nào giận người dân. Chị nói niết kìa. Mà cái vụ kén rễ của anh Tám, chị Tám ở bên đó, ngày mai mà mấy giờ bắt đầu vậy ha, anh Chính ha? Chị sao thiệt mau quên quá trời. Mới chiều hôm qua đây chẳng 8 giờ sáng mai, giờ mới 7 giờ tối quên tút lút rồi. Rồi có gì hỏi nữa không này? Bởi vì tôi thấy anh là ông Mai trong cái vụ này, nên tôi mới hỏi chứ bộ. Mà ngày mai nghe nói đâu có tới 5 người lợi ở đây đặng mặt khoe tài hả ông anh Chính ha? Chị sao cứ ăn nói lộn xộn vậy ra rồi, mai rồi làm sao đây? Ta tới để trổ tài, chị nói khoe tài. Anh nói là lộn xộn á.
thì khoe tài với trổ tài cũng vậy chứ bộ. Ôi thôi chị ơi, tôi xin chào thua cái tài ngang của chị rồi. Thua chứ. Thôi, tôi cũng về để coi coi có ổ bánh sừng chín chưa, để chút nữa đem qua gỡ bên anh Tám chị Tám. Chẳng ngày mai cúng ông bà. Còn anh, sao không đem con dê của anh em cột ngoài sân, cứ để đứng đó cái nằm đây ha. Cột chứ làm gì dữ vậy chị. Thôi, không có cụ cưa gì trơn, trời thôi về nghe anh chứ đâu. Thôi chị đi về. Xin phép sư phụ cho tôi rờ đầu sư phụ chút. Dạ thưa sư phụ. Mẹ. Chẳng hay sư phụ kêu đệ tử có điều chi dễ bảo. Trời ơi. Cái thằng này nó lỗ mãn quá vậy. Sao lỗ mãn? Nó dám rờ đầu sư phụ nó. Thằng này thiệt, lôi thôi thiệt. Ở nay đầu sư phụ nó mà nó còn dám rờ, chắc là đầu bác vợ nó cũng dám nắm lắm. Mày đừng hổ mày. Sức mê mà nó nắm, nó giận mày ơi, nó giận sổ. Trời đất ơi, cười quê hay sao đây? Yêu cầu im lặng. Hồi nãy giờ quý vị có thấy gì lọa chưa? Có gì lọa đâu chú lùng. Hồi nãy giờ có thấy gì lọa đâu nè. Có lọa tao mới nói lọa chứ bỏ. Thôi cha lùng kia ơi. Cao có một tấc mấy, kéo về hoài cũng mấy tấc. Tao quấy kệ cha tao, trời thương tao, sanh tao lùng để tao đỡ tốn dạy. Chứ ai như cái thằng này nè. Như sao? Cái thằng lùng, không có sỉ sỏ như cái thằng lùng. Tao cao, tao muốn ăn vú sữa, tao khỏi cầm xào. Kệ cha tao, mày muốn làm sao mà có chừng tao nóc ao thì đời mày xanh sao, nó hết còn nôn nao, tao cho mày về chắc cà đau liền. Thôi, cho tôi xin can mấy cha nội ơi, bỏ qua cái chuyện cũ đi, bây giờ mình nói cái chuyện mới cho cuộc đời nó tân tới. Và bây giờ tôi xin hỏi, có gì lọa đâu? Cái thằng lâu lọa đó, hồi nãy giờ nó đứng lấp ló, tụi mình nói gì nó chẳng thèm ngó. Gương mặt nhăn nhó, mới nhìn sơ muốn ăn có, nhưng nhìn kỹ thì không dám rõ. Stop. Thôi nâng đi cha lùng tóc mấy, làm quá cũng mấy tóc. Để tao thẩm vấn râu này chút coi. Ê sếp râu. Hả? Tôi chưa có sếp đi mà. Trời đã kêu tao kêu nó sếp râu. Nó nói nó chưa sếp ly. Thấy lọa cho tôi. Ê tía non. Hả? Tôi đâu có con. Tao kêu nó tía non. Nó nói nó chưa có con. Ê cái thằng râu. Của cha mày. Hả? Sao mày kêu tao thằng châu? Thằng râu, nó tưởng tao kêu nó thằng trâu. Thằng râu này nó điếc kinh niên quá tụi bay ơi. Hả? Tôi đâu có biết thiên nhiên là gì đâu. Râu này nó điếc kinh niên. Nó nói lại là nó không biết thiên nhiên. Thôi bây giờ nha, bây giờ tao có ý kiến này. Tao đề nghị với tụi bay cái này nè. Đề nghị gì? Nói lớn nè. Tụi mình ráp lại bốn thằng, hô to lên, hỏi nó có điếc không? Mà nó trả lời sao? Đồng ý. Bây giờ không? Tao đếm 1, 2, 3 là hỏi to lên nghe không? Bây giờ bắt đầu nghe không? 1, 2, 3. Phải mày điếc không? Tôi đâu có điếc. Liệu đàn nọ mang tay mà tôi còn nghe rõ ràng nè. Im lặng. Dạ, có đệ tử đây. Thưa thầy, đệ tử thành thật xin lỗi thầy. Từ nãy giờ vì quá ham vui mà quên hội kiên với thầy. Dạ, đệ tử xin quỳ xuống trước mặt thầy lãnh an. Mẹ, cảm ơn thầy đã lên tiếng tha tội cho đệ tử. Đừng cười mấy. Trời ơi, tao nói chuyện với thầy phải cười làm tao khóc. Dạ vì ngày mai là ngày thi thố để được lọt vào mắt loài. Ê quên, mắt xanh như con nít. Quên, mắt xanh của con gái.
Diễn giám nào nhờ sư phụ ra ơn chỉ giáo cho đệ tử dài đường kiếm. À, dài đường đường quần. Ê, dài đường lá lướt. Dạ. Để con qua lọt mắt màng, kẻo đời con lỡ làng mà lệ dặn hai ở hàng. Mê. Thằng kia, sư phụ mày mới nói cái gì vậy? Mày trời ơi, mày im lặng, tao nói nè, mày không khi nào mà nghe được cái tiếng sư phụ tao đâu, chỉ có mình tao nghe được thôi. Dạ sư phụ, đừng để tôi nói cho tụi nó nghe cái sư phụ. Sư phụ tao trả lời vô cơ rồi. Ngon lành rồi, bổ thận rồi. Cái gì mà ông sân tục quá vậy ta? Chà, ông ra. Dạ, về đây bột muốn phá nhà tôi ha? Dạ, đâu có dám phá. Dạ, tụi con là năm vua hè về làng. Dạ, để ghi tên thi tài nói dốc. À, quên, dạ, thi tài cao thấp. Dạ, bộ bắt chính quên tụi con rồi ha. À, thì ra chính năm cậu đây à. Ừ, sao có bóng hả? Còn cậu nữa đâu, ra không thấy. Dạ, ở đằng góc sân đó bác. Kè, cậu kia, bộ khùng ha, sao quỳ trước mặt con dê tao hoài vậy? Bộ muốn cầu nó chết sớm để nấu cà ri hả? Dạ thưa bác chính, con đâu dám làm vậy. Con quỳ đó là để... Để làm gì? Dạ để xin sư phụ con giúp đỡ đường tình duyên. Ai sư phụ cậu à? Dạ sếp đứng đó. Mẹ. Nói vậy sư phụ của cậu là cốt dê. Dạ không phải cốt dê mà là cốt ông dê đó bác chính. Thì ông hay bà gì cũng được hết rồi. Tạm gác lại cái chuyện đó đi. Bây giờ nhân danh ông Mai, tôi tha thiết kêu gọi mấy cậu đứng lên sách cho có hàng có ngủ, để tôi điểm danh sơ sơ coi. Cái đầu ông như cái tâm đứng hàng đầu đó. Dạ. Bộ làm nghề thể thao già sao còn đeo cái tu hít toàn ten cổ vậy? Dạ, kính thưa bác chính, cháu làm nghề này nó dữ hơn cái nghề thể thao già nữa đó cháu. Ủa, nghề gì mà dữ vậy? Nghề thầy pháp. Thầy pháp mà đeo tu hít. Còn nghề pháp là tu hít. Dạ, kính thưa bác chính, kính thưa quý anh, ma quỷ nó có nhiều loại, nhưng mình xài đồ nghề đúng chỗ nó mới thành công. Chẳng hạn như mà khi mình đối đầu với cái loài ma quỷ xì ke, ma quỷ cố bốc, ma quỷ buôn lậu, ma quỷ máy dâm, loài ma quỷ này nó không có sợ thần chú mà nó rất ngán cái tu quýt. Và do đó cháu mới xài cái tu quýt đó chứ. Mỗi lần mà cháu thổi lên nó hết hồn hết vía. Đó, và bắt chính với mấy anh coi này nè. Thâu, đúng rồi. Hết hồn chưa? Cho mượn cái tu hít đó đi trà lội. Dạ, thổi nữa. Cho mượn anh đi, Dạ, thôi, đủ rồi. Dạ, đủ rồi. Hả? Nghiêm. Sao nghiêm nghỉ hoài vậy? Bắt đầu đếm danh. Yên lặng. Một trừ, hai trừ, ba trừ, bốn trừ, năm trừ, đủ. Nghiêm. Bây giờ mạnh ai kiếm chỗ nằm nghỉ. Bây giờ bắt qua nhà anh Tám cha vợ tương lai của mấy cháu để tham khảo ý kiến cho cuộc ứng thi sáng mai này. Thôi bắt đi nghe. Ủa bộ xa lắm sao đi ghe ta? Trời ơi, vừa đó ông nội. Từ trưa tới giờ mắt lo dọn dẹp mệt quá bác chính ơi. Ủa rồi ba má còn đâu, em ru bà ru với con. Dạ ở ngoài sau á bác. Dạ, bác vô chơi bác chính. Anh Chính mới qua. Anh Chính. Dạ thì mới qua đây anh. Qua coi bên này có gì mần không cho tôi phụ với anh. Ô có gì đâu, để tôi với Hằng Lành mần lại rai cũng được rồi mà. Sơ sơ vậy chứ rồi có phải là cưới hỏi gì đâu. Anh bận tâm dưới anh. À thì vậy rồi, nhưng mình phải o bế này nọ chút đỉnh coi cho được chứ anh. Bởi vì cái vấn đề này nó cũng có vẻ đặc biệt cho bộ. Ồ,
thì sao cũng được mà. Cái vấn đề đặc biệt đó, thôi thì anh em cái chỗ anh em với nhau hả, tôi nói vậy thôi anh ráng anh lo giùm tôi nghe anh Chính hả. Thì đó là cái vốn rồi. Ngày mai đây rồi năm chú rể thuộc thành phần nào anh? Anh có thể là bật mí cho tôi biết sờ sờ trước chứ còn anh Chính. Có gì đâu mà giấu giếm với anh. Họ gồm đủ hàng hết. Nghèo có, hàng trung có, giàu cũng có, thầy có, thợ có, nhà nông cũng có. Đủ hết không có thiếu. Anh tha hồ mà nghiên cứu, có quên lựa chọn. Anh chữ nghĩa là chi? Cho nên ví dụ chuyện có thành hay không, nó không thành cái vấn đề. Nhưng ít ra mình cũng phải làm sao cho được để sớm viền cũng như đàn trai ha. Họ nể nang mình, phải không anh? Phải đó. Giả lại Tết nhất là cũng tới nơi rồi. Chuyện không xong thì mình cũng ăn Tết mà. Anh đồng ý với tôi không ạ? Thì đó là cái vốn rồi. Nhưng mà mình á là dân quê, phải không anh Chính? Dạ. Mình ưa chuộng cái đạo đức hơn. Miễn sao mà con gái mình nó gặp được người tốt, biết lo phần ăn này nọ. Dạ. Sau này đó rồi nó nên nhà nên cửa, vậy là mình mừng rồi. Bởi vậy tôi thấy cái bề ngoài đâu có gì quan trọng lắm rồi nè anh Chính. Anh nói vậy đâu được. Thời bây giờ mà bên ngoài bên trong gì cũng quan trọng đó trời anh ơi. Không có tiền ở trong túi chứ còn bước ra tất đường là phải bóng láng mới thiệt là mới, để dễ ăn dễ nói hơn chứ anh. Anh cũng có lý lắm chứ anh Chính à. Dạ. Nước xì rồi sao? Nước nồi rồi chút anh. Dạ. Chăm thêm nước Bác Chính uống rồi còn. Dạ. Thiệt tôi lo mất ăn mất ngủ. Bà sao mà có gì đâu mà lo dữ hả? Ông nói niết à, ngày mai người ta lợi đi, người ta thi võ. Chị Tám nói gì thi võ? Người ta lợi đây người ta ứng thi, tức là thi tài. Thi tài, tính sơ sơ năm mạng, mỗi mạng đi kéo thêm ít lắm cũng vài người để mà yếm trợ. Như vậy đó là vị chi là tính là mấy chục người. Vậy đó, rồi bây giờ phải mừng sao đi mượn bàn ghế thêm chứ để rồi mai đứng cả đám. Đâu có chị, gì dữ vậy? Bố chùa làm sao? Anh chị cho tôi nói đầu đuôi như vậy. Sao anh? Giữa thời đại văn minh tiến tới này, mình cũng nên cởi mở chút đỉnh. Đừng có rườm rà đòi hỏi nhiều thủ tục thêm phiền phức. Mình giãn tiện hết ra đi. Cho nếu mình có con gái mà cầu kỳ quá, người ta đâm ra e dè, người ta không dám tới, thành ra con mình phải ở vậy cho tới cứng cại luôn à. Anh Chính anh nói đúng đó bà. Mình làm khó quá. Có ngày nó theo không thiên hạ, có nước mình đứng ngó cho mận gì. Tới chừng nó trở về nói viện trợ cho gia đình mình nguyên cái lưu. Ta vì gia đình mình vốn có kiểu cọ hay cầu kỳ gì đâu. Hễ phải nơi phải chỗ mà ưng liền. Ở cái thời trai thiếu mà gái thừa này mình khó dễ quá, khác nào mình không biết thương con mình ha. Chị nói đúng rồi chị Tám. Tôi đã bàn với mấy chú rể rồi. Ngày mai năm chàng qua đây chỉ đơn thân độc mã thôi, không có kéo lực lượng theo đâu. Tôi có giải thích là qua đây để thi tài, chứ chưa có phải qua cưới hỏi, nên chưa cần có cha mẹ hay quyến thuộc gì đó trời. Ủa nói vậy rồi có năm chàng thôi à? Dạ, đúng vậy. Từ nãy giờ quên nói anh chị biết là năm cậu đã lỡ nhà tôi hồi sáng chiều rồi. Ủa qua bển rồi hả anh? Bộ lại rồi thiệt hả Bác Chính? Nhỏ này mới nghe nói năm chàng tới cặp mắt sáng rỡ, mặt mày đỏ ké. Đâu có, bác kìa. Con hỏi cho biết rồi bác. Bây giờ họ còn ở bên nhà Bác Chính không Bác Chính? Còn chứ con, bác nhân danh ông Mai đã ra rìa, ra lệnh cấm trại 100%. Bác nói nào đi sớ rỡ,
bắt bắt được bắt bỏ xuống giếng chờ cốc nhái rỉa ra trời. Ý trời, đừng bắt chính thôi, tội chết à. Nào, anh chị tám thấy không, nó bắt đầu binh vực rồi đó, thấy không? Có thiệt à, con đâu có binh vực ai đâu, tại con tội nghiệp họ mà bắt chính. Nào, anh chị tám thấy không, chứ gì con hiền đã lý sự rồi, bởi vậy thiên hạ nói có sai đâu. Con gái là con của chùa mà. Dạ, dạ, bác. Thôi, Hiền. Dạ. Lo công chuyện đi con, để ba má nó đàm đạo với bác chính nào. Dạ. Đâu lo công chuyện rồi. Ừ, anh chính nè. Hồi nãy anh nói năm cậu đó hiện đang ở bên nhà anh vậy mà theo anh thấy có cậu nào có vẻ mà trội hơn trong cái đám đông đó không vậy? Anh nói biết vậy anh chính. Tôi cũng chưa có nhận xét gì kỹ lắm chị ơi. Vì năm cậu đó vừa tới chưa kịp nói ba điều bốn chuyện gì đâu trời, tôi đã bắt giữ nhà giùm để qua đây. Tuy nhiên nếu chị hỏi có cậu nào có vẻ trội hơn trong đám thì tôi xin trả lời có một chàng. Ủa, nói gì chàng đó trội lắm hả anh chứ? Chứ sao, chẳng những trội hơn trong đám năm chàng mà không chừng đứng giữa đám đông người cậu đó cũng trội nhất rồi nè. Thiệt may mắn cho con Hiền tôi quá vậy không? Cũng chưa chắc. Ủa sao vậy anh? Vì cái cậu tôi muốn nói đây là cậu đó cao tới 2 thước mấy lận. Dữ vậy à? Vô nhà tôi coi cậu ta phải đi bằng 2 đầu gối lận à nghe. Anh sao ưa khôi hài quá. Hình như có ai vô nhà cướp kìa bay ơi. Ủa à. Dạ đâu má? À, dạ tôi má vì năm con qua kìa má ơi. Má. Ủa. Ừ, năm qua sớm quá vậy chị. Năm mới qua tới. À, sao chị không đợi với Nghiêm qua luôn chị Năm? Ôi, sớm trễ chị à, kệ tôi. Mắc mớ gì tới đừng cò đừng cáo của anh chí vô á. Chị sao cũng vậy hả chị Năm? Hồi chiều chị qua nhà tôi, mới vô chưa kịp ngồi chị đã nói để chị về lo bánh trái đặng qua nhà chị Tám liền. Cho tới giờ này chị mới qua, chị còn nói này nói nọ nữa. Thôi cho tôi can đi anh chính với chị Năm ơi. Hai người gặp nhau cứ lý sự dài dòng hoài. Ồ, chị Năm ơi, bị chị bưng cái hộp gì vậy chị? Dạ, tôi mận ổ bánh sửng. Đem qua anh chị đặng ngày mai có khách có khứa chứ. Dạ. Ôi chị thiệt bài đặt chi mất công mất linh quá chị. Cháu thân tình với nhau mà thiệt. Dạ, thì cháu thân thiết là tôi mới làm vậy á. Chứ bộ còn gặp người lạ thì ôi mà thôi nè. Này Hiền ơi. Dạ thưa chị Năm kêu con. Thì kêu con ơi chứ kêu ai. Chưa tới ngày xấu xấu ý lộn, chưa tới ngày ra mắt đó mà con đã mất hồn rồi hay không? Dì Năm nói cắt giùm dì Năm mẫu bánh sửng đi con. Dạ con cắt nghe dì Năm. Ừ rồi. Chàng ơi con cảm ơn dì Năm nhiều lắm. Ôi có gì đâu ơn nghĩa nè. Nghĩ anh chính miệng ác thiệt mà mai mối gì mà một lượt tới năm chàng rể lần sao mà lựa chọn đi không biết nha. Dễ rồi chị Tám, càng nhiều càng dễ lựa. Ê kìa, trùng hợp ghê không, chị không nghe la vô đằng trước đang ca sao? Lan ơi mở lớn lên con. Ôi gian nan với bao ngại ngùng vì đời con gái cấm cung, vì đời chiến sĩ mới đi hành quân. Ai không lừa nơi êm ấm giàu sang, ai không tài sang, ai không mơ ngắm hoa. Tính vậy đây chắc tôi điên quá nè. Không có gì khó hết trơn chị ơi. Sáng mai tôi về sớm, tôi thổi tôi hết rác rác cái năm chàng tức dậy, tôi bắt tập trung lời, tôi điểm danh cho đủ sâu, tôi chỉ thị đâu đó đàng hoàng, rồi cái tôi hướng dẫn qua đây trình diện. Rồi Lan ơi. Vô đây con. Dạ thưa bác chính kêu con. Bây giờ con lo vé số ghế ha. Dạ. Từ 1 tới 5 cho rõ ràng. Dạ. Ngày mai bác cho năm chàng coi mắt vợ tới đây. Dạ. Mỗi người mang bản số trên ngực nè. Dạ. Anh sao anh bằng vậy, giống tù mang số đính bài quá anh. Chứ không thôi làm sao mình nhớ tên từng mạng cho được. Đó rồi mình cho bác thăm như khui hụi vậy. Dạ. Mình điểm số từ 1 cho tới 5 xong là rồi bỏ 5 cái thăm vô lon sữa bò lát. Cái nào nhảy ra số mấy thì cho người mang số đó trổ tài ứng thí trước. Như vậy mới công minh phải không anh Tam? Phải đó.
Ý kiến của anh là thiệt hay ngàn chính? Đúng không anh à nha? Mà đều biết lựa làm sao đây á? Âu dễ chị ta mời, mình lựa lần nào có tướng ta to lớn cao ráo khỏe mạnh, đằng sau này nó nghiệp mần mụn ruộng rẫy rồi cho ngon lành. Ê, cũng phải lựa người đạo đức nè, biết nhân ái này kia nọ chứ bộ, phải không anh Chánh? Ồ, chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi, chứ không lẽ lựa cái thứ đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa ngồi đầu cầu mà thổi ông tiêu đó sao chị? Thì tôi nhắc cho coi chừng để anh ráng mà anh lo ăn cái đầu heo phải cho xứng đáng. Làm mai mà không nên thân nên hình nghe không, ăn cái đầu heo ta nói cũng trợn trồng trần trắng con mắt rồi nghe không, không phải dễ nuốt cái đầu anh Chinh. Bởi vậy tôi muốn nhắc anh coi chừng ăn cái đầu heo mà thành ra cái đầu cán bú. Chị khỏi cần nhắc cho anh Chinh đần cò này chị ơi. Nói thiệt với chị, tôi đã làm tránh chủ khảo trong việc tiễn rễ thì chắc ăn như đinh đóng vô đinh đóng vô bánh bò phải không anh Chánh? Chị này ảo nghe chị Năm, chắc như đinh đóng vô cây chuối chắc. Cái chị này thiệt sao không mà nay sao để rồi chị lấy tâm chống hai mắt lên chị coi tôi. Ôi sao tôi nghi quá, tâm mà chống hai con mắt chứ không nổi. Rồi anh Chánh à, để tôi về tôi mượn hai cái xà beng chống hy vọng nổi nghe không anh Chánh? Chị Năm này thiệt sao mà chị vô gan quá chị ơi. Được, chị cứ lấy xà beng chống mắt coi tôi làm. Thôi đừng có gai cấn nữa mà anh Chánh với chị Năm. Dù sao tôi cũng nhờ, nhất là anh Chánh đây, sao nữa chị Năm, sáng mai qua chấm tài nghệ cũng như là đạo đức nhân ngại của năm chàng trai cho nó bảnh bao chút ha. Đây có quyết định chung con người trai nào được vợ. Mà thiệt trong đời chưa thấy ông mai nào mà ác ôn như anh hết nghề anh Chinh. Làm mai là mối gì mà một lượt tới năm chàng rể tới nhà gái để coi mắt cùng một ngày một giờ, rồi đàn gái đi phải đối phó với cái tình hình sao cho nó khỏi mất lòng mấy chàng mà người ta không được vợ đây. Ta nói anh chị bên này cứ để ra tôi ứng phó ngon lành mà. Thôi để về đôn đốc năm chàng ngủ sớm. Thôi tôi về anh chị Tám ơi, về nghe chị Năm. Bác về nghe lành hiền ơi. Dạ thôi tôi cũng về thằng sắp xếp nhau anh chị Tám. Dì Năm về nghe hiền lành. Dạ, dì Năm về, dì Năm về. Dì ơi. Ô. Vô má biểu kìa. Chị vô liền đi. Ông ơi. Ông. Gì vậy bà? Ông sắp xếp làm sao liệu chỉ dẫn cho con Huyền nó biết rằng ngày mai nó khỏi có lúng túng rồi ông. Dạ, tôi má kêu con. Ngồi đó đi con. Dạ. Ngồi đó con. Dạ. Ba dặn con vài chuyện nghe không? Dạ. Ngày mai khi khách tới rồi con phải nhớ ra chào hỏi cho đàng hoàng. Dạ. Rồi coi con có mấy người, rót mấy tách nước ha. Dạ. Khi rót phải cẩn thận nghe con. Dạ. Đừng làm đổ tháo, khách người ta cười con gái dung về nên xấu hổ nghe không? Dạ. Rồi nhỏ nhẹ mời khách dùng nước đó, xong xuôi rồi rút lui có trật tự. Dạ. Chừng nào ba má có kêu thì ra, hỏi đâu thì nói đó, hỏi gì nói nấy, nghe chưa con? Dạ thưa ba, con nghe rồi ba. Má nói vậy con nghe. Dạ. Bằng cha bằng mẹ ai cũng vậy, có con gái tới tuổi cặp kê thì mong gả cho chỗ nào phải chỗ rồi, để con được nhờ cái tấm thân, chứ cha mẹ đâu có mong gì hơn ha. Má cũng thường dạy dỗ con phận gái phải biết tam tùng tứ đức, công ngôn dung hạnh, con phải mừng sao cho đẹp mặt đẹp mày cha mẹ. Như vậy cũng là cái cách thức mà con người báo đáp ơn nghĩa cha mẹ rồi nghe không con? Dạ. Dạ thưa ba má, phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu. Nhưng sao em ơi, sao con thấy kỳ quá hả ba ơi? Gì kỳ gì đồng kỳ vậy con? Dạ. Dạ cái gì mà tới 4-5 người chồng là ông kỳ à? Ôi tôi ngu, ôi ngu là ông thấy không? Ông khờ quá mà, 4-5 người đấy mà con lừa con chọn chứ ai mà biểu mày lấy từng 4-5 thằng một người xe. Vậy mà con sao, con không nghe bất chính con nói sao?
Dạ. Có đông đủ ba quân như vậy đó mới dễ chọn chồng. Ừ. Còn... không ấy lựa thằng nào đó nó rành nghề nông với ông ha. Ê, để tùy ý con nó lựa bà. Người ta nói ép giàu ép mỡ chứ ai nữa ép duyên. Kệ nó. Dạ, dạ. Thôi con lo con sửa sạn đồ đạc đâu vô đó đi. Đốt than con ủi quần áo. Nhớ ủi giùm đồ bà má luôn nghe không. Dạ. Ráng sắp xếp đâu đó cho nó xong xuôi. Bác Chính còn nói sáng mơ rồi năm người trai họ qua sớm. Dạ. Dạ. Tình tình tàn tàn tình tình cô hiền rằng cô hiền là rằng một gái mà tôi năm chàng rằng một gái mà có năm bồ rằng một gái mà có năm bồ quỷ ơi hả làm cái gì mà em nhạo chị hoài vậy nè em nói ai có năm bồ năm bồ gì năm bồ gì nó tham bồ bây giờ à dạ năm bồ năm bồ gì năm bồ lúa mà trời ơi lành quá rồi ha bồ lúa hay là bồ cái chỗ lông gà nghe à coi anh chân coi anh về cái này nghe nè ba con gái có chồng mà lòng mừng hơn ở con trai chưa vợ ruột tắt trái chanh nhìn lên mây trăng trời xanh lấy ai cũng vậy lấy anh nông dân cho rồi y e y o ba má thôi con gì kêu nhỏ quá vậy kìa sao bữa nay sư phụ mình kêu lạc giọng vậy kìa vậy mau đi tới giờ rồi ủa mùa này sao con có dế kêu kìa thằng nào không vậy tôi lại cho mà coi nghe không cần xúc miệng ai lấy đứng vào hàng trước khi qua nhà gái nhân danh ông mày tụi tuyên bố thể lệ đi coi mắt vợ hôm nay vì có tới năm người dự tranh nên cái vấn đề đó là nó có hơi rắc rối để công bình ăn uống tôi cấp cho mỗi người một bản số gắn trước ngực gồm có từ số 1 tới số 5 ai mang số nào thì lúc qua tới nhà đàn gái kiếm sâu ghế đó ngồi xong xuôi sẽ có cuộc bắt thăm hễ lắc lắc cái lòng cái thăm văng ra số nào thì người mang số đó được quyền ăn uống trước quên ăn nói trước à nghe chưa dạ ai nấy tự mình khai lý lịch với nhà chức trách ý lộng nhà gái nghe chưa chẳng hạn như tên gì bao nhiêu tuổi nhà ở đâu mà nghề nghiệp gì gia thế sao khai đầy đủ xong xuôi rồi ngồi chỗ chờ kết quả tuyên bố nghe không nhớ giữ trật tự ghế ai nay thủ nghe rõ chưa nghe rõ rồi ủa mới thấy đủ năm người sao giờ thiếu hết mạng rồi dạ dạ con đây Bác Chinh cậu làm cái gì mà đứng xa xa trước mặt con dê của tôi hoài vậy bộ dê chùa à sao à vô tập hợp lại cho nội ơi mẹ sư phụ ơi mẹ giờ chi chân đã điểm rồi sư phụ ơi mẹ kính chào sư phụ bye bye sư phụ mẹ vô hàng đi mang bản số lên trước ngực mau tất cả xong xuôi chưa dạ đâu đó xong rồi tất cả vô hàng đứng gì cha nội đứng gì vậy đó giờ kéo giờ cái đi đâu cà hút
cái gì đó? Trả lại tới rồi kìa bà ơi. Thánh thần ơi, gì mà đông dữ vậy ha? Năm người lận chị năm ơi. Trời đất ơi, đi đứng gì mà giống kì tập đến vậy anh Sáu? Ô xài biết gì anh Trinh, Hiền ơi. Dạ. Nước nôi rồi chăm trà vô mau đi xong chưa con? Dạ thưa ba, xong xuôi hết rồi ba. Thôi vô buồn đi, chừng nào ba kêu ra nghe. Dạ con vô nghe bác. Ờ, bà nói ơi, chỉnh tề đồ đạc rồi chưa? Mận gì vậy cháy, không biết à, mà. Đó. Lánh nữa. Trời ơi, kéo đi đâu. Trời ơi. Cha nội, bộ sư phụ của mày nhập vô rồi sao mày giỡn trò số mẹ. Để tao mày. Đây, anh số một lộn xộn tôi cho đứng ngoài sân bây giờ. Nghe rõ trả lời. 3/5 chắc ăn như mắm. Chậm rãi bước lên thềm. Bước lên thôi anh Chính mới qua ha. Đây là đúng là năm chàng đó anh Tâm à. À vậy à, năm cậu kia. Yeah. Dòm kế nghe. Yeah. Đây là ông Tâm. Yeah. Đây là bà Tâm. Yeah. Kia là bà Năm. Yeah. Dạ nghiêng cáo kính chào quý bác. Yeah. Dạ kính chào ông cà bà già. Ủa, ông già bà cả. Dạ, nhang đèn kính chào tất cả. Dạ, con xin kính cẩn nghiêng đầu bự kính chào ông bu bà bu. Còn cái anh số 5 kia sao không chào hỏi ai đó trời? Hả? Cái gì? Tôi hỏi sao anh không chào hỏi? Dạ, cháu đi hỏi vợ. Đâu có đem theo hành tỏi. Rồi vậy là lọt ẩu rồi. Tôi hỏi sao anh không nghiêm chào? À, ủa? À, nghiêng đầu. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ, yeah, cháu con nít nghiêng đầu chào người nhớ. Rồi. Thôi để mời các cậu ngồi. Hiền ơi. Dạ. Rót nước mời nghe con. Dạ. Ê, anh số 2 kia, anh làm gì vậy bất hợp lệ rồi. Anh làm gì mà liếc vô trong buồng người ta lia lịa vậy? Đâu có, tôi dòm ở bên này chứ bộ. Im lặng, anh số 1 cũng nên thông cảm bởi vì anh số 2 đó. Lé, chứ không phải dòm vô buồng đâu. Hả? Trời, lé hả? Nói vậy con mắt này giận mắt kia hả? Tôi nhìn qua tôi biết. Không có lé liếc gì đâu. Nó bụi ớt bụi hành dư sức héo. Mày đang khỏe vợ. Làm gì kệ. Người ta lé thì kệ ăn bành không tổ người ta. Người ta lé này kêu là lé duyên cho bộ. Tất cả yên lặng. Chuẩn bị con ơi. Người đẹp ra kìa. Trời ơi. Đẹp quá. Dạ, dạ xin mời quý ngài dùng nước. Trời đất ơi, tiên ấy là tóc. Thần thánh thiên địa ơi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chim bao hay là sự thật? Trời, quá là tiên xa phụng lộn. Ôi trời ơi, tôi tối tăm mắt mũi rồi. À, tôi mấy tuổi rồi cả? Ui, cha mẹ ơi, ai sanh tôi ra vậy kìa? Yên lặng. Thưa anh chị Tam, có chị Năm đây nữa. Như tôi đã thưa với anh chị hôm qua, năm người anh em này hôm nay tới đây xin phép anh chị được coi mặt cháu Hiền. Tôi xin phép anh chị để phá lệ là cho cháu Hiền được đứng đây để năm chàng nghiên cứu kỹ lưỡng dung nhan, cho tiện bề trả giá y quên, tiện bề lựa chọn. Chẳng hay anh chị tính sao cho tôi biết cứng rắn. Tôi nói ngay cũng chẳng hẹp hòi gì, chỉ sợ con gái tôi nó nhút nhát rồi thành ra. Hèn. Dạ. Theo ý con sao con? Dạ thưa,
Nếu ba má cho phép. Cháu lành đâu rồi anh chị Tám à? Lành đâu? Dạ. Dạ tôi ba kêu con. Dạ, dạ kính chào Ngũ Nhị Hương. Dạ kính chào Ngũ Nhị anh rể. Sáng đây tôi xin giới thiệu cháu lành, em kế của Hiền đó. Nó chạy nhầm thứ năm, cháu Hiền thứ tư. Vậy hả? Dạ. Anh Tư đi em. Lúc này còn Ngọc hay là đi trăng trâu rồi hả? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời đó chết rồi. Cái thằng lé này ăn coi vô ghen của vậy lé. Cậu Năm à. Dạ. Không hiểu cậu Năm sức học tới đâu. Chứ còn anh không phải khoa. Chứ anh cũng học tới tiểu học phần 2 rồi. Tôi đã đảo. Không được. Không lẽ hai anh này láo xược. Chưa chi đã dụ dỗ con nít. Phe tài phe tớ. Không được, như vậy là không được. Lành à. Dạ. Cầm 35 xu mua kẹo ăn anh. Cà chi. Cà chi hết á. Ba này gạt gẫm quá trời quá đất ha. Còn thằng này bỏ chó ăn hay sao? Cậu Năm lành. Dạ. Lát nữa xong xuôi rồi ha. Dạ. Anh tự giới thiệu cho cậu Năm nó biết rằng anh là pháp sư nghe chưa. Sẽ bắt một con ma để trình diễn văn nghệ cho cậu coi chơi. Mấy người này cà chí. Ăn cái gì vậy? Thằng cha nói cái gì mà cho cậu ăn nghệ vậy? Đừng có nghe lời thằng cha đó nghe. Nghe lời tôi nè. Dạ. Cậu tin tôi đi. Ai nói gì tôi cũng không thèm nghe. Biết mà nghe gì được. Yên lặng, xin yên lặng. Tôi lưu ý với mấy vị một lần nữa. Ai ồn ào mất trật tự, tôi nhân danh ông Mai Kim giám khảo hạ lệnh cho người đó giọt gấp. Nghe đã trả lời. 17 lưỡi trên 17 lưỡi.
tới giờ khu hội ta. Tới giờ rút thăm. Tướng cờ bạc. Là lấy lon ở đây con. Dạ. Dạ, dạ thưa bác Chính, giờ lon thăm đây bác Chính. Ờ, để đây lành. Dạ. Nhờ anh số 3 cho biết mấy giờ rồi. À, dạ, thiếu 15 đầy 20. Cũng được rồi. Giờ này tốt bằng anh Tâm. Dạ, yeah, thật đi. Thật tâm sự nhờ anh, anh tính liệu coi cái giờ tốt là bắt đầu đi ha. Tôi xin mạng phép tuyên bố khai mạc cuộc lắc thăm bắt đầu. Lắc là lành. Dạ. Lắc cho nó nhừ đúng không? Lắc nhừ nhuyễn nhuyễn chứ tôi đâu. Tiếng lặng. Dạ rồi. Rồi. Ơi đi coi vợ. Dạ ra rồi ha. Dạ. Số mấy đó? Dạ đây con coi bác Chính. Dạ thưa số 1. Ô số 1. Ai number one? Ai number one? Tôi số 1. Ơi anh cười sao giống mặt bố quá. Tôi à biết có chắc ăn gì không mà hí hửng cười dữ tợn quá. Trời ơi cái thằng cốt dê này coi bộ gì mà nó hên quá. Xin đen lặng, xin đen lặng. Yêu cầu giữ trật tự. Mời anh số 1 lên tiếng trước. Mẹ mẹ trời ơi đi đâu mà dẫn về theo đó hả mẹ. Dạ chào ông bà nhạc thịt ở nhà cha. Trời giao tôi nói thật. Trời ơi con về này là con phụ ẩu quá à, chưa ai chấm nhận dạ chả dám kêu ông bà nhạc thịt. Em lặng xin giữ trật tự xin im lặng. Anh số 1 này ăn nói cho đường hoàng một chút nha. Ai cho phép anh kêu bằng ông bà nhạc? Nhạc cái gì? Dạ nhạc sỏi. Nhạc sỏi. Sỏi. Thôi. Dạ. Yên lặng, tiếp tục. Đừng mất thời giờ. Dạ. Bây giờ, con xin phép nhạc gia cho con tự giới thiệu tên họ của con. Họ của con là họ Dương Lốt chữ Văn. Tên Bé tức là Bé. Ôi cha, cái tên dễ nhớ quá. Ôi cha. Thuộc về đại thất hạm đội rồi cũng bày đặt đi coi mắt vợ. Kính thưa nhạc gia, bây giờ con nói sơ qua số căn cước. Số căn cước con là 0000035. Dạ số chót là 35 đó. Nghe cái biết tín hiệu con ngỏng rồi. Ừ. Dạ còn gì vấn đề quê cha đất tổ tại cù lao nhún dấm. Dạ cù lao nhún dấm ha. Dạ, à, đó, dạ cái chỗ đó người ta ưa ăn cù lao nhún dấm. Dạ. À, chẳng hay chú em mừng ngày chi. Dạ xin kính nhạc gia nghe đây. Dạ con đây vốn là thâm nho tri thức thở nên nắm văn chương chữ nghĩa thiệt tinh thông nho tây mỹ đức anh nga áo nhật y thổ hy lạo như cháu. Dạ gì cười à, anh Chính nè. Người như vậy thiệt là hiếm có chứ không phải chơi nghe. Dạ, đâu để coi. Vậy à, chẳng hai chú em có thể biểu diễn tài nghệ chút chút gì được hả mẹ? Dạ, sẵn sàng. Quý mướn sư, quý mướn sư. Túc xích, túc xích. Kẻ mướn sư. Quý măng, đồ mông xe, đốt măng. Trời đất ơi. Hiền lành á. Dạ. Hai đứa con học hành chữ nghĩa gì mà rồi nghe có hiểu gì không con? Dạ. Dạ thứ ba, chắc con chưa học tới, thành ra con... Con Hân Lanh. Dạ, dạ thứ ba, dạ con không hiểu nữa ba. Ừ. Cái tiếng Tây này sao con nghe nó lạ quá ba. Ừ, tại chú bây giờ tôi thấy tại chú em này nói lẹ quá, thành ra tụi nó nghe không kịp. Vậy chẳng hai câu vừa rồi là nghĩa gì vậy chú em? Dạ, dễ mà. Dạ, cái đó là... Như cái chữ quýt xô măng là quăng xô mít. Đồ móng xe là đằng mé sông. Đồ ốc măng là đồ ăn mó. Dạ chứ hả? Quá không chung sao được. À, hay chẳng hay rồi hồi đó chú em học ở trường nào vậy? Dạ thưa nhạc hữu sau khi tốt nghiệp. Không nhớ trường nào. Tốt nghiệp trường nào vậy chú em? Cắn đau độc hại. Mà trường Cắn đau độc hại là trường nào cả? Dạ là trường Đa Cao Đẳng Đại học. Dạ. Dạ. Sau đó con mới qua bên Tây. Dạ. Con học tại trường Sắc Trong Lưu Lô 4. Ừ. Trường gì mà tên nghe lạ quá vậy? Cái gì mà Sắc Trong Lưu Lô 4? À thôi em biết rồi. À, có phải là trường Sắc Sư Lưu Lô 3 không anh? Đó. Việt Nam mình rồi bên Tây đất nó rộng nó cất thêm thành tới lô 4 nữa. Ủa nói vậy chú em này
học cũng cứng quá anh Chính hả? Dạ, chắc cũng cứng bằng đất đất sét à nghe. Tôi thì dốt như tay tiên u, tôi không biết. Chẳng hay chú em nói nho được không vậy ha? Nhà tưởng gì chứ nho thì cháu đựng một bụng. Nho tươi, nho héo, nho tím, nho xanh, đủ thứ hầm lằn. Bà Năm nghĩ coi như cái tình đời xưa nay á, nghèo mình ngồi giữa chợ chẳng ai hỏi tới, giàu mình vô tuốt trong rừng núi cũng có lắm kẻ tới thăm. Cho nên sách có câu: bần cưa giá ngựa đôi ba tấm, cứu tại mạng tan đứng trên chân. Tôi nhớ nói vậy chứ đâu có phải vậy nè. Sao lại có cưa bần cưa củi trong đó cơ? Tôi nhớ không sai thì là cái câu bần cưa náo thị vô nhân dân, phú tại sơn lâm hữu diễn thân mà. Đó, y chang, y chang. Ý của cháu nói vậy đó, bác, y chang vậy đó. Té ra nho của chú em đây cũng thuộc việc thâm dữ. Dạ, nho nó là nho bầm đó thưa bác. Dạ, không phải đâu, nho này thuộc về nho dập chứ không phải nho bầm. Dạ, thưa bác, còn nữa, ở đời cái phúc không đến với mình liền hai ba lần, mà cái quả thì nó lại đến liên tu bất tận. Cho nên chữ nho có câu: cuốc đất trồng khoai quả do anh chui. Dạ, nho mà còn lại khoai với chuối ở trong nữa vậy chú? Người ta nói phước bất trùng lai, quả vô đơn chi, chứ ai lại. Thôi, như vậy cũng thấy rõ tài năng của chú em rồi. Thôi, coi khỏi cần số nữa. Thôi, mời chú em về chỗ ngồi nghỉ. Bây giờ lắc lon thăm coi tới ai đây là lừ. Dạ. Dạ khủng mãn. Lắc kìa nhuyễn nha. Nhớ lắc kìa nhuyễn nên nhuyễn à. Coi số mấy ra lành. Coi số mấy con. Dạ. Dạ số 3. À, dạ dạ có em. Ủa có anh Tư đây. À, dạ kính thưa bác Tam trai. Dạ bác Tam gái. Dạ bác Chính trai. Dạ bác Chính gái. Ê, bậy nè bậy. Hả? À? Qua đây đâu có phải mợ, lộn, không phải vợ của ông này. Yeah. Qua tên là Năm Trầu mà sao quên lẹ quá vậy chú em? Dạ dạ, dạ cháu xin lỗi, dạ thưa bà Trầu Nằm. Dạ thưa bà Năm Trầu, dạ để khỏi dài thòn, dạ cháu xin vô đề ngay. Yeah. Em này coi bộ biết tiết kiệm thì giờ dữ nha. Dạ, cháu tên là Nhạc Bất Quần. Tự quần cầm, dạ tự quần đen, dạ tự quần bán, dạ tự... Tự gì mà hai ba cái tự dữ vậy chú? Mà chú em làm nghề chi vậy? À, dạ cháu chuyên nghề thầy thuốc, đã kiếm đời rữ rồi. Dạ đời nào cũng làm ăn rất rươi. Ôi dạ dạ, làm ăn tấn tới. Hèn chi, chú em mà lấy mấy cái tự... tự nhái theo mấy vị thuốc Quỳnh Cầm, Quỳnh Liên, Quỳnh Bá đó phải không? Dạ, cháu có lời khen bác thông minh lắm. Dạ, già mà thông minh. Dạ, thật đúng vậy. Quỳnh Cầm á, cháu tự là Quỳnh Cầm. Quỳnh Liên là cháu lấy là tự là Quỳnh Đen. Dạ, Quỳnh Bá là cháu lấy là tự là Quỳnh Bán. Con nhà thuốc mà bác, nhà mình phải tự cho nó giống thuốc. Thấy chú em này lùng quá không biết. Dạ không phải, dạ cháu không được cao á. Dạ. Dạ. Thầy làm thuốc có cao không? Dạ. Có lẽ không đến nỗi nào đâu anh Tâm. Thường thường người nhỏ thì ưa làm lớn chuyện. Làm chuyện lớn. Dạ dạ đúng không? Mình có nghề cứu nhân, cứu người này coi bộ được lắm phải không? Chẳng hay chú em chuyên trị cái bệnh gì á? Dạ cháu trị ba bệnh. Dạ. Nội thương nè, dạng trung thương nè, rồi ngoại thương nè. Cháu trị có giấy cam kết mà. Dạ hết bệnh mới trở lại lấy tiền. Dạ còn nếu lỡ bệnh nhân nào mà theo ông theo bà thì dọt luôn. Thôi cái gì thì cũng mày ơi, cái gì kỳ vậy ha? Dạ chứ người ta chết rồi trở lại làm gì? Dạ tiền đâu người ta trả. Dạ kệ mình kể như mình làm phước này. Dạ mình kể như tiền mình đi điếu luôn vậy mà. Nè chú em mà. Dạ. Không nói giấu gì chú em. Dạ. Tôi thường bị nóng nhiệt ở trong người quá đi. Dạ. Vậy thì sáng đây lát nữa nhờ chú em bắt mạch thốt dùm thang thuốc uống giải nhiệt được không ạ? Dạ bảo đảm. Dạ. Khỏi cần coi mạch. Dạ. Chỉ nghe nói là đã có toa thuốc rồi. Dạ. Thuốc này gọi là quả diệm dược. Dạ. Nóng nhiệt ở trong mình á, uống quả diệm dược vô và 5 phút sau dạ thở ra khói liền. Dạ châm lửa đốt luôn.
mau dữ vậy sao? Dạ, thì cấp tốc rồi bác. Dạ, lấy nhiệt giải nhiệt mà. Chắc là thang thuốc đó có nhiều vị lắm hả em? Dạ, cũng ít ít thôi. Dạ, mà nó dễ kiếm mà lại rẻ tiền nữa. Dạ, cứ theo như là cách thức sau đây nè. À, bác lấy nửa ký ớt hiểm nha, trộn lộn với lại nửa ký ớt sừng tâu, rồi đem phơi cho thật khô và xay cho nhỏ ra, rồi đào nửa ký gừng gọt sạch vỏ đi, đập hơi hơi dập, rồi cái đừng có đập nhuyễn quá, hết kinh nghiệm đi, rồi mua nửa ký tiêu sợ đâm nhỏ ra, rồi nửa ký quế, quế ở tiệm thuốc bác nào cũng có bán, đem mấy thứ đem phơi hai nắng, phải đúng hai nắng mới được hả? Dạ, phải đúng hai nắng, đừng lẫn lộn nguy hiểm ạ. Gặp rồi mưa rồi, gặp mưa dầm rồi mấy tháng mưa dầm rồi làm sao? Dạ, nếu gặp mưa dầm thì nắng đợi sang năm mùa nắng rồi từ từ thời hay hay. Mà em bé ơi, đuôn bệnh mà phải đợi qua sang năm mới có thuốc uống. Vậy gặp bệnh sắp chết thì làm sao ơi? Dạ, gặp bệnh sắp chết thì hạ hồi giải dao. Dạ, cháu xin nhắc lại đem những vị thuốc kể ra hồi nãy rồi phân hai nắng. Hai nắng mà nhớ phải ba xương nha. Dạ, sắc ba chén nước còn lại ba ly. Dạ, nhớ là không được sắc thuốc bằng lò ga, lò điện, lò dầu, lò than, lò củi. Ê mẹ ơi, vậy chứ sắc bằng lò gì bây giờ? Không lẽ bằng lò nguyên tử à? Dạ, sắc thuốc bằng cách lấy từng cọng chân ngang mà đốt. Trời ơi, chừng nào cho xong. Thánh thần ơi, lấy từng cọng chân ngang mà đốt có thể biết bao giờ ba chén nước mới sắc xuống còn ba ly. Chắc chừng năm mấy, Dạ, không lâu lắm đâu. Ba chén nước mà sắc để còn lại ba ly, và ba ly tối thì lâu lắc vậy đâu. Ủa, là đã nóng nhiệt ở trong mình mà uống tàn là mấy cái thứ ác ôn. Nào là ớt hiểm, ớt sừng trâu, tiêu sọ, gừng như quế. Cái điều đó mà mồi điếu thuốc rê hút chắc Phật lửa quá còn kỹ khô gì anh Tám ơi. Dạ không sao ạ, uống vô cái nỗi mụn. Cho anh ở gần nhà đèn quá. Mấy người kêu em đi, đó là bài thuốc lấy diệt giải nhiệt. Dạ thưa bác, dạ cháu còn nhiều bài thuốc hay lắm. Vậy dạ, cháu hạn như là mắt lé nó sửa thành ngay chừng. Dạ, rụng răng hết cái là mọc răng tơ lợ. Dạ, ai bị nhức răng mà gặp cháu thì hết chảy. Trời ơi, vậy hả? Chuyên môn rồi. Mà chú em ơi, biết gì răng nữa ha. Dạ. Ta nói may mắn quá chừng đi. Dạ. Tụi con cái răng mắc dịch vậy nè. Dạ. Mà lâu lâu cái nhức lẫn muốn theo ông theo bà vậy. Dạ. Chút nữa chú em coi cái răng giùm tôi được không? Dạ, đó là nghề của cháu mà. Dạ, theo như lời bà Năm đây nói thì là cái răng này nó bị ung nhọt, chẳng là phải đem đi mổ. Dạ. Ủa, sao lại vậy kia? Dạ. Nhức răng thì sao đi mổ? Mà mổ ở đâu? Dạ thưa, mổ bào tử. Mổ bào tử. Trời đất ơi, nhức răng mà mổ bào tử là mấy người đó có cười kiêu ngạo, không biết để ta giải thích cho đây nè. Đây nè, thường thường á, người ta nhức răng á là tại vì ăn đồ chiên, đồ xào nhiều quá, thấy không? Cho nên cái quả nó vọng lên, nó làm cho nhức răng đó, để chữa cho tiệt tóc mà vẫn còn nguyên cái răng để nhai trầu. Vì vậy cần phải mổ ngay cái bao tử, lấy hết đồ chiên, đồ xào quăng ra đó, rồi dùng bông gòn nhúng anh con lau sạch cái bao tử, cái rồi lấy dây bao bố may lại kỹ càng để chẳng bao giờ còn biết nhức răng. Thôi, tôi nhớ thầy này rồi. Hay lắm mà, tôi nhớ tôi hồi xưa đó. Ông có cái tiệm ở trên Biên Hòa. Sao ông giờ gì chở quán? Phải không? Nãy tôi nghe nói chữa mắt lá được phải không? Chứ sao? Nè, đất địa ở đây linh thiêng lắm nha. Nghe không? Tôi nhắm coi mắt bị lá như tôi đã chữa được không? Trời ơi. Dư sức qua cầu tân thận. Đụng chạm. Nó chết sao hổng tôi nghe. Nãy nó nói là anh chữa hết người rồi lọt đồng luôn đó. Nè. Đây nè, cái vụ mà chữa mắt lé của anh đó ha. Anh về anh kiếm khúc lè lớn ha. Lớn hơn chừng lớn hơn con chân này nè. Lớn hơn con chân cái ha. Mà nhớ là khúc lè còn tươi ha. Dài độ cỡ dài độ cỡ bằng tu vậy nè. Anh em về lấy cái miếng kiếm á, kiếm anh cạo cái vỏ xanh này, cái lớp vỏ này ha. Dạ, kỹ quá. Còn phơi hai thuốc tư nắng nha. Trời ơi, nắng sao đó được.
nắng mà sao thuốc? À, phải lấy thuốc đo chứ. Rồi bán thật nhỏ ra nha, rồi đốt nha, đốt cái lấy cái trò đó, lấy cái trò đó rồi cái chế vô bốn muỗng anh con nha, rồi lại lấy ví dụ mà năm muỗng axit. Trời đất ơi, nhỏ năm muỗng axit vô thôi rồi. Sao? Gì mà có axit ở trong nữa cha? Loại mà. Có axit vi trùng nó mới tiêu chứ nha. Nhớ quậy cho thật đều tay ha. Xong rồi cái đem nhỏ đại vô mắt lé nhiều nhất á. Trời đất ơi. Vậy là nó nổ trồng luôn rồi còn gì? Không sao, nếu nó nổ đem tới chỗ giá xe đó, có người ta giá ép rồi giá lợi vô mấy hồi. Đừng có lo nghe. Còn cách thứ hai nữa, bữa nào rảnh rảnh lợi tôi móc hết hai trọng mắt ra nghe, rồi tôi đánh với nhau nghe. Nếu muốn sáng thì tôi đem tôi suy lá rồi xong xuôi rồi tôi vô dầu mỡ ráp trở lại canh cho ngay, muốn chắc ăn bắt giết thiết suốt luôn nghe. Tao làm hết giúp giết thanh thần đi. Sao mà anh giỏi quá vậy anh? Chứ sao? Còn cái cẳng đi cà xích của anh đó, sao không giỏi bắt dít là đặng mà sửa cho nó hết đúng dít luôn? Cứ để vừa đi vừa nhảy cà thọt hoài thấy không có ngọt chút nào hết. Chữa sao nổi anh chữa? Nếu chữa được ta chữa lâu rồi. Ủa nói vậy sao chữa không được vậy chú em? À, dạ bị cháu cắn cây. Té ra chú em là độc cước đại hiệp. Dạ thưa quý bác, dạ cháu còn nhiều bài thuốc hay lắm. Thôi vậy cũng quá đủ rồi. Dạ, thôi mời chú em ngồi xuống đi. Dạ vậy xuống rồi đi ông cạn cày ơi. Ông thầy thuốc ngồi đi. Dạ cảm ơn. Lalo. Dạ. Lắc thầm tiếp bờ. Dạ. Nhớ lắc cho nhuyễn đó em. Dạ rồi. Số mấy rồi con? Dạ số 5. Số 5. Anh số 5 đứng dậy. Ủa sao ngồi hoài vậy cà? Tao phiền rồi kìa cha. Gì hả? Ai biết ca gì đâu mà biểu người ta ca. Ta nói là tao phiền rồi kìa, đứng dậy. Ai kia? Ai đái bậy hồi nào đó? Nói người ta đái bậy. Cái lỗ tai không bảo đảm đâu. Anh số 5 tên gì hả? Dạ cháu không ăn bì chả đâu bác. Dạ cháu ăn cơm nhà. Bộ chú biết hả? Dạ cháu đâu có biết bà. Bà nào? Bà đầu. Nè, anh Chính là cò. Bữa nay là ngày vui của cháu Hiền không? Anh đừng có nói đụng chạm tới tôi à nha. Dạ, xin lỗi chị Năm, dạ tôi sơ ý. Tôi hỏi anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu không ăn mì, mà cũng không ăn bưởi nữa. Dạ, ê, giang lắm bác. Mấy tuổi? Dạ. Dạ 7 tuổi. Ừ, cái mặt nhiều rồi, 7 tuổi xem. Mẹ ơi, thân trầm đồng như vậy không lẽ là 7 tuổi hả? Đâu có lý, hay là chú em này tính theo 7 tuổi, tuổi Congo chính là biết đâu để tôi hỏi lại coi. Nói chuyện với thằng ông nội này thiệt, tôi hào hời quá, tống bình quá trời. Tống bình. Ê, chú mày năm nay bao nhiêu tuổi? Hả? Ai? Mày đó chứ ai nữa mà có hả mày, chứ còn ai nữa mà cứ hả hoài. Ê thằng bập, nói chuyện cái đường hoàng hay mày? Chứ mình gì mà mày chỉ xỏ vô mặt tao vậy? Thôi em lặng đi anh số 2, cha nội tôi nghe rồi đáng chắc trả lời. Dạ cháu hả? Ừ. Dạ cháu chăm sập ứng. Tên gì? Dạ tên Lý Văn Nhận. Hoàn ông Lý Văn Nhận. Bà Lê chịu đựng. Mày ông ơi, hồi nãy nói mấy tuổi cả? Sám thập ẩn, sám thập là 30, còn ẩn là 5, vậy chi là 35 tuổi. Ủa, sao cứ 35 hoài ha? Cháu làm nghề gì? Dạ, bác hỏi cháu cần điều gì hả? Dạ, chào cô nương. Cho con gửi gắm. Trời ơi, nãy sinh con. Ba má ơi, kìa, con cái ăn. Nè, tôi kêu chú mày xịt tóc nè. Dạ, cháu đâu có xịt cốt, cháu xịt vé mà. Biết là mệt rồi nghe. Nè, chú mừng nghe gì? Dạ, thợ rèn. Hèn gì? Tối ngày đập rầm rầm mà không lãng tay, cũng biết là phải mà. Mệt quá trời, nói chuyện với ông nội này phải dùng thêm dấu hiệu này nọ mới được. Là lời. Dạ. Bước ra bụi ớt, lật cho bất chính trái con. Chi vậy bác? Hai đi con. Đi hai đi con. Dạ.
Điếc gì mà điếc quá trời, điếc gì không hiểu nữa. Dạ tôi bác ớt đây nè bác. Đưa đây cho bác. Dạ. Nè, muốn vợ không hả? Dạ thôi. Sao hả? Dạ cay lắm. Dạ không, sao muốn vợ chưa rồi cho nên là cay. Đúng là điếc chính cống rồi. Chú vợ mà cay hả? Ai tôi cầm trái ớt à, tôi hỏi chả chả tưởng đâu à, tôi hỏi chả ăn ớt không. Thiệt vậy rồi. Khi thành vợ chồng rồi có chuyện gì cái cọ, chắc là hàng xóm tán cư đi chỗ khác đâu trời. Ngồi xuống đây xem. Dạ, bác biểu cháu xuống bếp chi vậy? Đi đâu vậy? Vô bếp chi vậy? Trời đứng lại. Trời ơi, đi đâu hả? Dạ, tôi tưởng bác kêu tôi đi xuống bếp. Không phải, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nè. Lát thăm tiếp bà là nơ. Dạ, nhớ lát trình nhuyễn nè. Dạ rồi. Số mấy là còn? Dạ số 2. Mời chú số 2 lên tiếng nè. Dạ, có cháu đây. Dạ, cháu tự giới thiệu, cháu tên là Nguyễn Văn Khổng, tự Lâm Lé. Lé mà cũng xưng ra nữa. Đúng là người sao tên vậy? Dạ. Dòng người là biết được tên liền, phải không Hành Chính hả? Dạ. Ây như khủng long. Nè chú em, thường thường người mập thì lùng, sao chú em cao quá cỡ sợi mọc vậy? Dạ không có giấu gì bác, dạ hồi đó tại má cháu sinh khó. Ủa dạ, thành ra phải ráng rặn tới 7 ngày 7 đêm mới sinh ra được cháu ra chứ. Hèn gì dài đòn là phải mà. Ê, chẳng dạ. Này là cháu cao được mấy thước vậy? Dạ thưa 2 thước 4 chẳng. Dạ, đó là chưa kể khi mà mang cái đôi giày cao gót. À, rồi cháu ăn cái loại lúa gạo lúa nào mà tướng tá bự như khủng long vậy? Dạ thưa không phải bự do gạo lúa đâu bác. Dạ số là ba má cháu ngày trước làm nghề đóng củi ở trong rừng á. Dạ cháu nhớ, cháu còn nhớ lúc đó, để coi cháu khoảng dạ lúc đó là 3 tuổi rưỡi. Dạ đúng 3 tuổi rưỡi. Dạ một hôm ba cháu đóng củi ở giữa rừng già, bà má cháu để cháu ngồi ở đằng dốc láo dốc đá. Dạ bỗng nhiên có con hổ, con hổ hổ cọp á. Dạ còn xa xuất hiện, cháu liền xông tới, cháu định chụp hổ cho ăn được. Dạ chụp hổ, hổ hoảng hồn chạy chạy cái rồi cháu đâu có nhịn nó, cháu rượt theo liền. Dạ vì mãi mê rượt bắt cho được con hổ, cháu bị lạc giữa rừng. Dạ lạc giữa rừng suốt mấy ngày đêm nha, ngất xỉu. Mất sữa giữa rừng á, thiếu sữa mẹ mà, khổ lắm mấy bác. Đói 2-3 ngày, tội nghiệp, ăn gì không được đâu, 3 tuổi rưỡi mà ăn gì, chứ có bú không à. Ninh mắt, ninh mắt, kể đàng hoàng. Cũng may, nhờ gặp, gặp gì, ai? Gặp ai, Tạc Lăng. Tạc Lăng đâu có gặp. Gặp Tạc Lăng thương tình mới đem về chòi nuôi cháu bằng sữa voi. Dạ. Thế tới năm 18 tuổi mới trả tự do cho cháu về nhà. À, về nhờ sữa voi mà ngày nay cháu vĩ đại vậy đó. Em chứ. Chú em lai voi mà không bự sao được. Anh Tám à, tướng tá như vậy coi bộ hợp với nghề ruộng vườn của mình lắm chơi bộ. Tôi cũng đồng ý với anh lắm, anh Chính. Chú em hiện mà nghề nghiệp gì vậy? Dạ, cháu làm nghề nông. Ý, được rồi, anh chị Tám ơi. Được. Nói nghiệp với gia đình mình à ha. Nguy quá thiệt. Mình sống nhờ trồng cây trái nhiều, có hồng rễ vậy anh chị Tám khỏi mất công bắt thằng hai ngày. Ê, cháu mừng ruộng được bao lâu rồi ha? Dạ, vị chi là 4 năm 7 tuần. Vậy chứ hồi trước là cháu mừng ngày gì? Dạ, hồi trước là cháu ở Sài Gòn á. Mừng gì trời? Dạ, mừng... Mừng gì cháu? Dạ, thợ gỡ. Ủa? Thợ gỡ hả? Dạ. Thợ gì ông ha? Gỡ mà có làm thợ nữa. Dạ. Ơi, chẳng hay thợ gỡ là thợ gì mà lâu nay tôi chưa được nghe nói tới vậy cháu hả? Dạ, nghề của cháu chuyên môn làm ở trong giờ giới nghiêm không à. Ủa, mận gì trong như giờ giấc ác ôn vậy? Thức đêm thức ôm vậy rồi mất sức. Thức khuya vậy mệt lắm hả? Dạ, vậy mà đâu có mất sức đâu bác thấy không? Nó vẫn nở đều đều. Dạ, thức đêm thức hôm vậy đó mà nghe là
Dạ, dạ có tiền nhiều lắm. Dạ, trả lại cái giờ đó nó không có ai đi ngoài đường á, mình mới dễ hành nghề chứ. Ủa, thợ gỡ là gỡ làm sao, gỡ cái giống gì? Dạ, cháu gỡ. Gỡ gì? Gỡ bóng đèn đường. Gì ăn cắp rồi trời ơi. Bộ hết nghề rồi sao mừng cái nghề nguy hiểm quá vậy, không sợ điện giật chết bất tử hả? Dạ, ăn ý rồi chứ điện đâu có giật được. Ồ, điện không giật mà sao đấu nghề? Dạ, điện giật không sợ mà sợ lắm bợ. Ê, hàng nào, tại vậy rồi chú em mới đổi nghề hay không? Dạ. Vậy chứ bây giờ đổi nghề, mần nghề nông mà biết cách mần ruộng, mần vườn, trồng cây, ăn trái, đâu không vậy chú em? Dạ, nghề ruộng vườn này cháu có thiên tư lắm mà bác. Ừ. Dạ, cháu cam đoan các loại cam, quýt, mít, ổi, mận, táo. Thế trồng ngày trước cái qua ngày sau là có trái hết ráo à. Dạ. Dạ, nói không phải nói láo chứ hay đầy cả cần xe vậy đó. Ừ. Dạ mà nhiều khi nó thiệt với hai bác nghe, chứ không trồng mà vẫn có trái như thường à. Ủa sao giỏi quá vậy? Không trồng sao mà giỏi quá hay không? Đâu đâu chú em chỉ giùm coi. Dạ. Dạ cháu có tật hay hay lộn lắm. Ừ. Dạ vườn của mình không đi, có đi qua vườn ta thành ra muốn có trái lúc nào mà cũng được. Thế là chú xách cần xe qua vườn ta chú hai phải không? Dạ không phải, cháu đâu có cố tình, cháu đi lộn mà. Không được, lộn như vậy không được. Người của chú còn máu me thờ gỡ vậy không kha. Dạ bây giờ cháu đã hồi âm ra hồi tâm tỉnh ngộ rồi. Ừ. Dạ biết phục thiện rồi, không có còn gỡ điện á, quá gỡ đèn á, dạ không còn đi lộn nữa đâu bác. Ừ. Vậy ha anh Chính à. Dạ. Đối với chú em này đây, tự biết mình lầm lỗi mà phục thiện là mình cũng không nên chấp chi hả anh ha. Dạ. Thôi chú số 2 ngồi xuống đi, kéo ghế ngồi xuống. Ừ. Ủa anh số 2 kêu ngồi xuống rồi sao đứng đâu vậy cả? Dạ, thưa bác, dạ chiều hôm qua trước khi lại nhà bác, cháu thủ cảnh bụng cơm nguội, dạ, giờ bị ăn mắm sống rồi, sớm giờ uống nước giếng nhiều quá thành ra nó. Dạ, nó no quá, phải không chú em? Dạ, do đó, dạ xin cho phép cháu đi. Đi đâu? Bỏ gì? Dạ bỏ. Dạ đi bất... Đi bất gì? Bất cỏ chứ. Chú em này có bỏ hộp mà nghe không anh Chính? Trời. Ăn no không muốn ngồi hoài chỗ phải không? Nên mới đợi ra ngoài bứt cỏ đó phải không? Thôi chú em đi đi. Nè nhớ bứt quanh mô cho sạch sẽ nghe không? Coi chừng đạp chết mấy cái bụi cái nghe không? Dạ xin đa tạ. Dạ cháu hồi hương. Lành lời lắc tới bề cờ. Dạ bây giờ lắc chi nữa bác? Ủa sao vậy? Dạ cái gì còn có ông thăm của cái anh mang số 4 rồi. À vậy ha. Dạ bây giờ mới tới chú số 4 rồi nè. À. Dạ có con bao chót. Dạ này chú em kia. Dạ có mà bây giờ là tiền gạo chú em chứ có nói lòng thầm tên tuổi nghề nghiệp nghe không? Dạ kính thưa quý vị, tôi tên tục là Tiểu Văn Ốc Tự Hiểm Ốc. Vừa 18 tuổi. Ý chà, mới nghe qua cái tên kia tôi muốn lè lưỡi hít hà rồi. Dạ cứ việc hít hà, đó là quyền tự do của con quạ. Ô dạ có thiên hạ. Đúng là người như tên mà tên cũng như người, tướng ta bự như trái ớt hiểm. Thầy kệ tía tôi nghe, nhỏ mà nó cai xé mày dân thôi. Trở lại vấn đề đó đi chú em, nghề nghiệp gì vậy? À dạ bẩm quý vị, nghề của con là pháp sư. Sau bao năm khổ luyện từ Hy Mã Lạp Nhạp trở về, luyện đem hết tài nghệ ra để báo đời và quên bao giúp đời những ai bị tà ma quỷ ám, những ai bị xâm nhập gió dùi. Bởi tịnh đời trăng đen xanh đỏ, tất cả hãy tới đây để cùng được giải tán. Bảo đảm bảo vệ chú em, đừng giống như chú em thầy thuốc hồi nãy nghe ông pháp sư. Dạ bảo đã buồn tròn, người chết trong hòm còn lòm còm ngồi dậy chứ bộ. Ê mèn ơi, ủa chữa trị cách nào mà thần sầu quỷ khóc quá vậy cháu ha? Dạ cháu thả con linh miêu cho nó phóng ngang bụng thì con bệnh nó còn nằm đơ gán cố cũng phải lòm còm ngồi dậy. Thánh thần ơi, bộ lòm còm ngồi dậy cái là hết luôn không cháu? Dạ đâu phải, nó lòm còm ngồi dậy rồi tiếp tục nằm xuống trở lại cái nữa chứ. Mèn tép ơi, vậy thì còn nói gì
gì ha. Rồi chú mừng pháp sư mà chú biết lên đồng lên cốt rồi biết rỗi rồi vậy không hả chú? À, dạ kính thưa bác chính, và đủ bài bản không sót một con tốt. Và ngồi đồng rồi bóng rỗi xoay cơ rồi bùa rồi gồng và bắt cóc bỏ ông lưu ủa bỏ ông hủ rồi xong xuôi cái bảy món ăn chơi, tám món ăn giỡn, dạ để cháu biểu diễn bác coi. Qua làm bếp đi rồi. Chuẩn bị tất cả. Dạ để lấy hơi. Thần kiếm phục giọng tôn sư. Ê kìa, anh chửi tiên sư ai vậy? Thôi mà đếc ơi, ai chửi hồi nào? Làm tiếp về cháu. Trời ơi, ông này cũng làm quê cơ hết trơn rồi. Dạ làm lợi nha. Chuẩn bị đừng ai nói năng gì, tà ma nó nhào vô lãnh đủ ráng chịu à. Thần kế một giọng ấy cho tôn sư. Cốc to cốc chúa gọi thần hồ, cốc hồng cốc đỏ kêu thục giọng. Cốc tía cốc con này ơi tôn sư. Vậy hôm nay ngày rằm gặp nhầm giờ, cốc 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 về đây, cốc đứng bên này, cốc ngồi bên nọ, cốc ra trước ngõ, cốc cỡ vào sân, cốc gái lầm rầm, cốc đâm vô kẹt, cốc kêu kẹt kẹt, cốc kẹt ra mương, cốc leo lên đường, cốc dương cái bụng, cái đăng có rụng, cốc đứng nổi sùng, còn cốc lùng mình, còn cốc lé nhé, cốc cò, cốc ba, cốc té, cốc nhào, cốc đứng cào nhào, cốc dên, cốc giáo, cốc đòi ăn cháo này ở nhà. Biết chọn cốc nào? Chọn cốc chi vậy cả? Ê, dạ nào, bắt cốc nấu cháo và dạ, bị gan sưng mình hồ tủng kinh niên. Dạ, dạ còn nữa. Này ở ấm minh, người nào bị ngứa mới phát thì lâu, ngứa bỏ ăn cầu, ngứa quên hút thuốc, ngứa từ đôi guốc, ngứa tới đôi dài, ngứa đỏ ngứa đầy, ngứa như có giận, liên tu ở bất tận ngày gái như điên, đêm gái như khùng, qua nở tư tung nằm đâu gái đó, từ cảng tới chân hộp xoàn sang quắc, này ở ngứa 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 gãi 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 đã điếu gãi luôn điếu nghĩ giá vô lại thêm thị lát lát ướt lát cô lát tròn lát méo lát giống đồng tiền lát như bạc cắt lát ngoài lát trong lát trên lát dưới lại thêm lỡ lối ghẻ hợp ghẻ hòm ghẻ đèn mình mẩy mùi thông cốc dậy hãy kịp mau mua cô đinh cần nước xiêm lại vịt nước cá đuối tôm hầm ghẻ bầu ghẻ mẹ đem về mà đất ơi cái này ơi anh bên người giá vô. Bộ không xong rồi, nhà ghé lát ghé phòng ngứa mà kêu đốt các thứ đại đại phong đó vô là chắc là sức móng hết trời còn cái khô gì. Thôi ngồi xuống đây cha nội, bây giờ là đến cái phần mà quyết định của hội đồng xã. Ủa hội đồng giám khảo, người đầu tiên cho biết ý kiến là dạ quan dạ trời cháu với bác chính ơi. Ủa chú em mày nãy giờ xong xuôi rồi á hả? Dạ xong xuôi rồi, dạ từ trong ra ngoài đã sạch sẽ. Về chỗ đợi kết quả. Như tôi nói hồi nãy, người đầu tiên cho biết ý kiến là chị Năm. Vậy theo chị Năm ở trong ngũ quỷ, quên ngũ gì, ai là người đủ điều kiện cho cháu Hiền ở thành viên giai ngẫu hả chị Năm? Tôi thì quen đời sống thôn giả, về tài cán mấy chú em thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu kêu tôi chọn thì tôi chọn cái chú em mà đi bất cỏ hồi nãy. Trời ơi, thiệt hả bác? Trời ơi. Vậy Trời ơi, chim báo hay là sự thật? Trời ơi. Nói nào ngay, bởi vì tôi thấy đồng nghiệp như là ruộng vườn dễ thông cảm hơn. Rồi còn chị Tám tính sao rồi chị? Tôi nha, ý tôi cũng giống như chị Năm vậy anh Chính nè.
mình là nhà nông ấy, nhà nông ấy chắc ăn hơn. Chồng cài vợ cái vậy con trâu cũng đi bừa. Dạ thưa bác, lúc này con voi đi bừa bác. Còn anh Tám sao anh? Tôi anh Chinh. Dạ tôi chưa có ý kiến gì dứt khoát nha. Bởi thấy anh Chinh là người mai mối, cũng như là người đại diện cho gia đình tôi tổ chức cuộc kén rễ này. Vậy thì chẳng dám nào anh Chinh cho tôi ý kiến trước cái đã. À, nếu anh hỏi thì tôi đây thành thiết tôn ta. Năm chú em tài nghệ ngang nhau tôn ta. Vậy thì lấy anh Tám chọn số nào tôn ta. Cái tôi đây thì lắc đầu ấu thử tôn ta. Dạ, tôi cũng khó nói quá. Dù sao cũng phải để tụi con gái tụi nó lựa chọn. Thôi, để tôi hỏi lại con Hiền coi nó quyết định sao cả đã. Hiền ơi! Dạ. Ba kêu con. Thôi theo ba, vô phía trong buồng đây ba hỏi này chút rồi. Dạ. Ủa, giảng hát rồi sao? Họ vô trong nói lén mình gì vậy ta? Sao mà giống ông Toàn nghỉ án vậy ha? vô gôn rồi. Vậy là ông bà ông giải cho tôi được trúng mánh. Đang giữ trật tự, người đưa tin đang ra kìa. Nó bắn vậy. Vậy trời cho tôi trúng. Và theo ý con gái tôi thì phận mừng gái làm sao áo mặc cho qua khỏi quần. Trời ơi. Xin lỗi, khỏi đầu xin lỗi quý vị. Mà má con Hiền hình đã chọn anh thợ gỡ mới trở qua nghề nông này đây làm rễ đây. Đó, do đó con gái tôi đã tuân lệnh má nó. Trời ngó lại tôi rồi, mừng quá. Nồi đồng ơi, cái thằng uống sữa voi này nó có phước không thể tưởng tượng. Trời ơi, vậy là hên quá rồi. Trời ơi, còn cái gì mà vui sướng cho bằng. Trời ơi, trúng số cặp 8. Trời ơi, còn hơn trúng số cặp 8 nữa. Mùa xuân này là cái mùa xuân huy hoàng nhất trong đời tôi, trong cuộc đời của một người thợ gỡ, một người nhà nông. Trời ơi, mừng quá. Thôi, bây giờ chú em đắc cử đó, hãy bước lại đây để anh Tám. Ủa, để nhạc gia Tiên Dương kinh kệ. Lại đây con, lại đây để bắt dặn cách thức mời ba má con qua làm lễ hỏi. Ủa, làm giống gì mà cứ ôm bụng khúng lắm hoài. Ủa, bụng chú em này sao bị giỡn lớn quá ha? Sao kỳ vậy chú em? Dạ, cái bụng cháu bị mất công tích. Dạ, mới bắt đầu từ hồi nãy giờ đó. Ủa? Nó mới tái phát hồi nãy. Tôi nhớ rõ ràng hồi nãy chú em đi bứt cỏ, bụng đâu có bự như vậy. Không lấy bệnh tung tích gì mà trời, không có tung tích gì hết trơn á. Đứng trước mặt cha vợ phải ngay ngắn đàng hoàng, buông hai tay thẳng xuống, lấy lên. Ê trời ơi, Dạ, hồi nãy cháu ra sau vườn bỏ bứt cỏ, cái tự nhiên gà đường ấp trứng trong ổ nó thấy cháu nó giật mình. Dạ, nó giật mình cái nó phấn tốt trong bụng cháu thành thấy vậy là cháu thương quá, cháu lấy áo cháu đầy lại cho nó ấm chứ cháu đâu có cố tình. Thôi, cố tình hay không cố tình thì có trời biết đâu. Bây giờ bỏ tay kia xuống. Đó, bỏ tay kia xuống, thả gà ra đi cho cháu. Cha uống sữa voi sao mà không đẻ voi mà lại là cha lại đẻ ra gà. Còn tôi, trời đất ơi, tôi thường uống sữa dê, chắc kỳ này tôi đẻ ra vịt quá. Trời ơi, đi coi mắt vợ mà đem gà theo chi vậy gà. Em nội, anh có nói vậy, nói anh bỏ con sỏi ra đi. Chưa rinh con gái người ta mà đã rinh con gà thủ cẳng rồi. Dạ thôi, bây giờ tôi có vài lời vô cùng biết ơn anh Chính lại với chị Năm đã sốt sáng giúp đỡ vợ chồng tôi cái vấn đề hôm nay. Nhưng có rẻ như vậy thì tha là tôi để con Hiền đó ở giá còn hơn. Tôi đồng ý với chị Năm. Thì chú em thợ gỡ mới trở qua nghề nông này biết chọn nghề hợp với ý muốn của dân quê mình.
Nhưng mà mới có năm bảy tuần lễ ngày nông, ông đã lại trở về cái nghề thợ gỡ như là mọi người đã thấy. Thì cái điều đó chứng tỏ chú em này không có cái đức. Mà dân quê chúng tôi hà mộc mạc quý cái đức hơn. Vậy thôi cảm phiền anh Chính. Cho anh em về đi dặn dò họ. Cố mà trao chuốt cái đức để rồi năm sau đến hợp lợi. Dạ thôi anh Tám nói vậy thôi. Chào anh chị Tám, chị Năm. Hiền Lành ơi. Dạ. Bắt về nghe hai cháu. Dạ bác về. Năm chú em này nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ rồi. Tất cả gì trao dầu cái đất nghe không? Yeah. Nếu có rảnh sang năm trở lại tiếp tục. Yeah. Thôi, bây giờ xếp hàng lại. Mấy nhà lộn nào? Nghe chưa trả lời. Đặt trước, thẳng. Cầm bèo mắt, chạc hút. Rốt cuộc cũng tại lẽ này hết trơn rồi. Tại vậy rồi, trời ơi, ma cái tập lỡ. Ta đương ngồi tự nhiên nó nhào vô cho bộ ta muốn vậy sao? Gì? Thôi đừng có cãi giả nữa. Bây giờ rồi mình hát ơn bản chia tay đi. Rồi qua sân năm mình gặp lại. Làm gì mà tụi bay cãi giả hoài vậy? Đồng ý không? Đồng ý. Ngày đi sông xe lấy nè. Oh,